Xin chào tất cả các bạn nhé, mình là nhà vườn Huy Hoàng. Hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan vườn mình. Mùa này thì sẽ có những loại hoa, loại quả nào đang ra hoa đậu quả tại vườn mình các bạn nhé. Đây là một cây táo tàu trưởng thành mà nhà vườn mình vừa mới nhập về các bạn nhé. Cây này thì chúng sẽ có chiều cao khoảng tầm 2m2, 2m3 này. Đấy, thời điểm này thì các đứa táo tàu đang đậu hoa rất là sai các bạn nhé. Đấy, đây là những đứa hoa của chúng này. Dòng táo tàu này là dòng Sugar Cane các bạn nhé. Quả của chúng thì khi chín sẽ kích thước to, tròn và đều. Mà này chúng ta có thể thưởng thức trực tiếp nhé, rất là giòn. Các đứa hoa của chúng nó đậu rất là sai này. Đấy. Dòng Sugar Cane quả to, đường kính quả khoảng tầm 2 đến 3 cm nhé. Rất là sai này, các chùm hoa của chúng nhé. Khi mà những nếu mầm nó nụ này kéo ra thì chúng sẽ kéo theo những nụ hoa này. Các bạn về trồng chăm sóc thì sẽ khoảng tầm 2 đến 3 tháng nữa là chúng ta sẽ có thể sở hữu những trái táo tàu rồi nhé. Đấy. Một số chùm nó bắt đầu đậu thành những quả li ti rất là nhỏ các bạn này. Quay sát cho bạn xem này. Đó, các bạn thấy không? Đậu hết rồi nhé. Những cây này thì bên mình nhập cả bầu về. Đường kính gốc của chúng vào khoảng tầm 5 đến 6 phân nhé. Đấy, rất là cao này. Trồng mà ban công sân thượng là một loại cây mà chúng có thể thích nghi tốt điều kiện khí hậu nước ta, chịu nắng rất là tốt luôn nhé. Các cây táo tàu của mình này lại thì đang đâm chồi nảy nồng và bản thân nó đụ nó mầm rất là sai. Đấy. Những cây này thì mình đang bán với giá là 3 triệu đồng một cây các bạn nhé. Đấy, rất là cao to này, tạo cảnh quan sân vườn, làm cây ăn quả, cái bóng mát rất là đẹp và bắt mắt. Đấy, hoa rất là nhiều các bạn nhé. Đây là dòng táo tàu Sugar Cane này, quả to tròn. Đấy, ngoài ra thì mùa này ở vườn mình có những cây sung mỹ này. Đấy, tất cả những cây sung mỹ cũng đã bắt đầu chuẩn bị là đậu những quả nhé. Đây quả của chúng các bạn này, đấy, nó đứa quả tròn. Đấy, quả này thì khi chín sẽ có một màu tím rồi nhé, đấy, sọc tím, vị bên trong thì ngọt như mật luôn. Đấy, hiện tại một số quả đa kích thước khoảng tầm hơn đầu ngón tay của mình này. Đấy. Đậu rất là nhiều nhé. Đây. Cây này thì chúng sẽ có chiều cao khoảng tầm 1m1, 1m2. Đấy, gốc của nó thì cũng khoảng tầm 3 đến 4 phân nhé. 3 phân. Đấy, rất là già này, bộ rễ này. Loại này các bạn về tỉa bonsai cũng được nhé, là cây cảnh cũng được, rất là đẹp. Còn đây là dòng sung cẩm thạch nhé. Quả của chúng khi chín thì sẽ có màu sọc xanh. Đấy, cũng rất là nhiều. Thời điểm thì hiện tại thì các nứa cây của chúng mình đang đâm những nứa chồi này. Loại sung mỹ này ở miền Bắc mình thì mùa đông chúng sẽ bị rụng những lứa lá đi nhá, cho nên là thời điểm đầu xuân chúng mới bắt đầu đẩy những nứa mầm và kèm theo đó là hoa với trái nhá. Đây rất là nhiều này, sung mỹ rất là tốt, đậu rất là nhiều quả. Đây mình cây này các bạn này, quả rất là sai nhá. Đây. Đấy. Rất là nhiều quả. Hiện tại thì mình đang bán những cây sung mỹ như này với giá là 800 ngàn một cây các bạn nhá. Cây rất là to đều. Ngoài ra thì mình cũng có những dòng sung giống với sung choai. Sung giống thì 150, còn sung choai thì 500 ngàn các bạn nhé. Đây, đây là một số cây táo tàu nữa của vườn mình này. Đây là những cây nho thân gỗ của vườn mình nhé. Đây, nho thân gỗ thì loại này loại nho thân gỗ 12 vụ. Bạc của chúng khi chín sẽ có màu đỏ tươi. Các nứa hoa quả chúng đậu này. Các bạn thấy em sai chít chít luôn. Dòng này thì ra hoa đậu quả quanh năm. Quả kích thước to tròn. Khi chín thì những quả này sẽ chuyển hết sang màu đỏ các bạn nhé. Hoa quả của chúng này rất là già cây. Như cây này thì đường kính gốc của nó vào khoảng tầm 5 phân. Tuổi thọ thì khoảng tầm 6 năm rồi nhá. Đấy, cao khoảng tầm 2 mét. Rất là sung xuê. Cây này cũng thế các bạn nhá. Chúng vừa mới hết nứa quả này. Các nứa quả chín đây nhá, mình không ăn nên là để nó héo mất cho nó hơi phí các bạn nhá. Đấy, rất là sai. Các cây nho thân gỗ của mình này là hoa đậu quả sai chít chít luôn nhá. Đấy, gốc của chúng các bạn nhá. Đây. Cứ như những quả nhỏ nhỏ này các bạn về thì khoảng tầm là hơn một tháng nữa là chúng sẽ bắt đầu chín rồi nhá, ra hoa đậu quanh năm. Bên mình thì nhập cả bầu rồi, bầu rất là to. Những cây này các bạn về trồng thì chỉ cần chậu vào khoảng tầm là 50 đến 60 là chúng hoàn toàn có thể là đủ dinh dưỡng để nuôi nhá. Cây nào còn đấy đều có hoa hết. Những cây này thì mình đang bán với giá là 3,5 triệu một cây nhá, nó thân gỗ 12 vụ. Đây còn đây là một số cây bánh kem nhá, bánh kem xoài của mình này cũng đang đậu quả hết rồi nhá. Quả thì hiện tại được kính vào khoảng tầm gần 3 ngón tay của mình rồi. Nhưng những quả này thì trồng khoảng tầm 2 tháng nó là bắt đầu chúng sẽ chín nhá. Ở đây mình có một quả này. Đấy. Khá to phải không các bạn? Và những quả bánh kem này mà chúng chín hết cỡ thì sẽ nặng khoảng tầm 3 đến 4 lạng nhá. Cây rất là sung xuê, rất là cao. Hoa nó quả, đấy, mầm chồi lợp đông lên này. Rất là tốt nhá. Xuôi về dưới ở đây thì có những loại hoa nhé. Đây là hoa lan các bạn này, ngọc lan vàng này. Đấy, ở đây là những cây hoa hồng phụng nhé.
kéo thẳng xuống dưới vườn mình này. Đây là những cây hoa ngọc lan vàng nhé, rất là sai hoa không? Đấy, hoa sai chút chít luôn. Dòng hoa này thì trồng nhiều ở trong các đền chùa. Rồi dưới đây thì mình có những cây liệu nhé, đây là dòng liệu đỏ Ấn Độ này. Đấy, những cây liệu khá là cao, form dáng khá là tròn. Chúng này sẽ có chiều cao vào khoảng tầm hơn 2 mét nhé. Hiện tại thì cũng đang đậu đậu hoa đậu trái hết rồi. Đây là những bông hoa của dòng hoa liệu này, dòng liệu đỏ Ấn Độ nhé. Đậu hoa hết rồi, chùm hoa này rất là đẹp. Cây này về vừa chơi cảnh này, vừa ăn quả được nhé. Đường kính gốc vào khoảng tầm 7 phân, phát thân thì cũng khoảng tầm 60-70 phân nhé. Vườn mình có số lượng rất là nhiều. Đây, những cây liệu ở điểm này đậu rất là sai, rất là tươi tốt nhé. Đây, cây này thì các bạn này, một số cây đã hình thành những nấm quả nhé. Đây, quả của chúng này đậu hết thành quả rồi các bạn này. Đấy, quả li ti này đây nữa nhé. Cái này có khoảng tầm gần 20 quả nhé. Đấy, rất là sai này. Đấy, ngoài ra thì ở vườn mình còn những cây hiệu cổ thụ này các bạn nhé, chiều cao khoảng tầm gần 3 mét. Đây là một cây mít này. Đấy. Bên mình thì cây nào cái đấy về đây bên mình sẽ tiến hành dâm ủ hết. Tí nữa đảm bảo là bọc rễ chắc chắn. Vận chuyển cho các bạn thì cây hoàn toàn có thể ổn định và sinh trưởng nhé. Đây. Đây là những cây hồng giòn Nhật Bản nhé. Những cái chai này. Này những cây này thì trong khoảng tầm hơn 1 năm nữa chúng ta sẽ bắt đầu cho những nụ hoa bói đầu tiên. Khá là tốt. Này, dưới này thì mình để một chút nhỏ thân gỗ nữa. Đây, những cái liệu này, liệu cổ thụ loại này thì dao động từ 25 triệu, 45 triệu, 75 triệu cũng có gọi nhé. Tùy theo kích thước thì chúng sẽ có những giá cả khác nhau. Đây thì mình có những cây na nhé, na sầu riêng này. Na sầu riêng cũng đang đậu qua trái rất là sai. Đấy, hoa của chúng này trái nhỏ hết rồi. Gốc của loại này vào khoảng tầm 6 phân nhé. Đấy, những cây na rất là to. Cái đầu xuân là chúng sẽ bắt đầu bắn mầm và kéo theo hoa. Rất là nhiều hoa này. Ở này thì mình có những cây dâu nhé. Dâu dải Đài Loan này. Dâu ta thì rất là bình thường rồi. Mà đây những trái dâu dài nhé. Những chùm quả của chúng sẽ dài hơn. Chùm quả sẽ dài khoảng tầm 8-10 cm một chùm nhé. Hương vị sẽ ngon và ngọt hơn rất là nhiều so với nhà dâu ta. Đấy, dâu ta là mình có những cây nhỏ nhỏ đấy các bạn này. Đấy, những cây dâu ta này nhé. Bạn thấy không? Kích thước quả này. Đấy, một quả dâu này rất là ngắn rồi. Một chùm dâu này thì lại rất là dài. Chúng thì chưa chín rồi. Khoảng tầm gần tháng mà chúng sẽ bắt đầu chín nhé. Đấy. Lá rất là to, lá to hơn khoảng tầm bằng bàn tay của mình nhé. Đây, gốc rễ rất là sai. Đấy. Vườn mình thì có số lượng đa dạng, rất là nhiều chủng loại các dòng cây. Các bạn có nhu cầu muốn sưu tầm dòng cây ngoại nhập nào thì hãy liên hệ nhà vườn mình nhé. Bên mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn từ quy trình trồng, chăm sóc rồi đảm bảo chuẩn giống cho các bạn nhé. Các bạn nhận cây kiểm tra được thanh toán. Nhà vườn mình thì nhận vận chuyển ra hoa trên toàn quốc nhé. Địa chỉ vườn mình ở phố Mậu Tài, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Số điện thoại Zalo là 092 692 2886 nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của mình để không bỏ lỡ những video mà mình chia sẻ và hướng dẫn nhé. Hồng sô cô la nhé, đậu trái này.